chị và các bạn, trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều người một chữ bẻ đôi cũng không biết, hoàn cảnh lại rất nghèo, phải mưu sinh vất vả bằng đủ thứ nghề, làm thuê làm mướn, bán bánh mì để lo chu toàn việc học cho những đứa con, đứa cháu. Điều đáng nói là những đứa trẻ đó không phải là máu mủ ruột rà của họ, nhưng họ lại dốc lòng cưu mang, dưỡng dục bằng một tình yêu thương vô bờ bến. Những đứa trẻ ấy cũng nhất mực yêu thương và ra sức học hành để có một tương lai sáng lạng hơn nhằm trả ơn cho người đã cưu mang mình. Căn nhà nhỏ nằm hút sâu trong một con hẻm ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Từ lâu là chỗ ở của bà Lưu Thị Huê cùng với ba đứa trẻ côi cút. Đứa cháu gái lớn nhất đang học trung học phổ thông, hai đứa còn lại đang học trung học cơ sở. Bà Huê năm nay đã 54 tuổi. Bà sinh ra với số phận không may khi bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi còn đỏ hỏm. Bà may mắn được cụ Nguyễn Thị Tươi đem về nuôi dưỡng và yêu thương như con ruột. Cụ Tươi có một người con trai, do tuổi lớn nên bà Huê được xếp là chị. Rồi người con trai lập gia đình, ở với nhau được ba mặt con. Người vợ bỗng bỏ đi biệt tâm tích, người con trai út buồn tình bỏ đi xa. Vậy là cụ Tươi và bà Huê phải giang tay bảo bọc ba đứa trẻ. Năm 2000, cụ Tươi mất, bà Huê tiếp tục với công việc làm phụ hồ nuôi cháu để giữ tròn lời hứa với mẹ nuôi. Thấy bà Huê hiền lành, siêng năng, sống rất nghĩa tình, lại thực lòng lo cho các cháu, nên nhiều người thương tình tặng gạo, rau củ hoặc giúp đỡ cho bà nhiều việc khác. Bà Huê cho biết công việc phụ hồ lắm nhọc nhằn, vất vả. Nhiều lúc cơ thể đuối sức, mệt rã rời, nhưng bà vẫn ráng sức để làm có tiền chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày của bốn cô cháu. Tiền công mỗi ngày bà kiếm được khoảng 200.000 đồng, nhưng không phải công việc lúc nào cũng có. Được cái, những đồng nghiệp làm chung luôn chia sẻ, giúp đỡ. Có người thấy bà đạp xe đạp cọc cạch đến chỗ làm, nên khi làm công trình xa, họ liền cho bà quá gian hoặc giúp đỡ, hỗ trợ công việc cho bà. Còn chủ thầu thì ứng lương trước hoặc hỗ trợ tiền bạc chút đỉnh cho bà. Rồi ban ngành đoàn thể cùng bà con chồng xóm giúp đỡ, đùm bọc, nên cô cháu bà cũng xoay sở sống đắp đổi qua ngày. Đó, má lo cho mình nhà, miếng ăn, miếng uống. Bây giờ lo lại cho mấy đứa nhỏ, cho nó ăn uống rồi này kia, cho nó tròn, cho má đừng buồn. Bà Huy tâm sự. Đứa cháu lớn là Ngô Thị Bé Thảo, đang học lớp 11, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, thành phố Long Xuyên. Hai đứa còn lại là Ngô Thị Bé Ly và Ngô Văn Phúc, đang học lớp 6 và lớp 8, trường Trung học Cơ sở Hùng Dương, thành phố Long Xuyên. Mỗi đứa cháu, mỗi tính nết. Bé Thảo không chịu đi học thêm vì sợ tốn tiền, bà lo không nổi, nên thường chịu khó học tới khuya. Ấy vậy mà năm nào cũng là học sinh khá giỏi. Văn Phúc cũng thông minh, tiếp thu nhanh. Riêng bé Ly sức học trung bình, nên bà Huê nói mình sẽ ráng cho con bé học tới lớp 9, rồi cho học trường nghề. Bao năm vất vả, bà Huê vẫn không nghĩ gì cho riêng mình, mà chỉ cầu mong khỏe mạnh để lo cho các cháu tới nơi, tới chốn. Thì mong mình sức khỏe, không có bệnh tật, lo cho mấy đứa cháu ăn học tới nay tới chốn. Tình thương và sự hy sinh của bà Huê đã khiến những đứa cháu cảm động. Tất cả đều ngoan ngoãn và nghe lời dạy của bà. Nhất là Thảo, lúc nào cũng là gương tốt cho các em noi theo. Tất cả đều ra sức học với ước mong sau này có nghề nghiệp ổn định để lo cho bản thân và trả ơn cho người cô đã cả đời tần tảo cưu mang dưỡng dục mình. Con cô ba con nhiều lắm, sau này con sẽ cố gắng học thật giỏi để có nghề nghiệp. Nuôi lại cô, không cho cô cực khổ nữa. Cứ vậy, hình ảnh bà Huê dốc sức dìu ba đứa cháu trên con đường đến trường gặp gềnh, chông ghênh, và ngược lại, những đứa cháu ra sức để mai sau có một tương lai tươi đẹp, lo cho cô của mình, đã dệt nên bức tranh gia đình yêu thương, thấm đẫm tình người.